Với chủ đề Vì một thế giới không Covid, sáng nay ngày hội Roboton 2020 đã chính thức khai mạc tại Đà Nẵng. Cuộc thi năm nay thu hút sự tham dự của 84 đội với 250 học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Các thí sinh dự thi thiết kế robot dựa trên phần mềm Lego Digital Designer. Mỗi đội có 30 phút để lập trình và thử nghiệm vận hành của robot, sau đó có 2 phút hoàn thành nhiệm vụ của ban tổ chức đưa ra, gồm vận chuyển người F0 về khu vực cách ly F0, vận chuyển bình sát khuẩn đến vị trí F0, vận chuyển người F1 về khu vực cách ly F1, vận chuyển người F2 về khu vực cách ly F2. Ngày hội Roboton được tổ chức hàng năm với mục đích khuyến khích sự sáng tạo của các tài năng trẻ chủ động nghiên cứu, tìm tòi ứng dụng công nghệ cho những vấn đề xã hội, tạo sân chơi bổ ích để các em giao lưu học hỏi.